giờ làm lớn mọi chuyện lên, con không biết có được không? Chị sợ tốn kém, mà lá xuân mà không dùng. Mà tôi giờ ba xuân được ra dụng ba lúc trang không chứ vậy? Thì con biết, thì chúng tôi đã ý lâu rồi. Còn bác mới biết gần đây thôi. Trang cũng mới biết đó thôi. Nhưng cái gì? Trang không biết chuyện gì nữa thôi. Trang nghĩ đây có sự hiểu lầm đó. Bác Hà tính toán làm lớn chuyện, không có cơ sở. Thì thật không? Trang nói cũng sẽ ủng hộ hết mình. Chỉ sợ tốn kém nhiều. Không phải cái này ốc neo. Ốc là ốc neo. Con số này là cái chọc người đó nó rung rồi nha. Sủi. Chắc mọi người sợ xong. Còn bên đây là bún chả giò, nô no, này là thịt nướng. Không sao đâu. Với đây này em nữa. Dù gì thì Xuân cũng phải biết. Cái này là bún. Chuyện nhà mình mà. Bún này phải không? Bún nó rất là thơm. Xong đây bên đây là rau. Còn mắm như là. Yeah, còn đây là ly. Ly chưa có gì cả. Chén cũng chưa có gì cả. Nói chung là ngồi chuẩn bị ăn. Đừng có ăn. Mày tư tưởng. Nó làm quá chạy cho người luôn. Đây ngồi cho thời này nha. Anh chị giận dỗi chị. Thì tình là em rất quý chị. Nên em mới ghép đôi chị với anh kia nè em chứ bộ.